Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nông thôn, góp phần quan trọng thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Chiến dịch nhặt rác toàn quốc lần thứ 6 với tên gọi Clean Up Việt Nam do Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức thu hút nhiều bạn trẻ tham dự. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng đi với Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bày tỏ vui mừng tới thăm Quân chủng Phòng không Không quân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cán bộ chiến sĩ quân chủng những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Phòng không Không quân luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích của quân chủng, Chủ tịch nước nêu rõ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không Không quân đã phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng, kiên cường, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, viết nên những trang sử hào hùng, hun đúc nên nhiều bài học quý báu của quân đội nói chung, quân chủng nói riêng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò lực lượng chủ lực, nòng cốt quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần bộ đội Cụ Hồ, dám đánh và quyết thắng. Với truyền thống trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Sáng ngày 3 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trên cương vị mới, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đã khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Phiên chất vấn sẽ diễn ra đến sáng ngày 6 tháng 6. Khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hoạt động chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn thuộc trách nhiệm của 4 bộ trưởng, trưởng ngành gồm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần xây dựng, trách nhiệm qua quá trình hoạt động thực tiễn, làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn. Đối với các thành viên chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước để làm rõ thực trạng tình hình, những kết quả nổi bật đã làm được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện để tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn. Thưa quý vị, thu hẹp khoảng cách giới và giảm nghèo là hai điểm sáng của Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục. Trong đó, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nông thôn trong những năm qua đã góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Năm 2017, để phát huy hết hiệu quả và tiềm năng sẵn có tại vùng nguyên liệu chè xanh bản ven, chị Hợi cùng các thành viên trong hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng về diện tích đất, cơ sở hạ tầng, vận động bà con dân tộc Cao Lan địa phương cùng liên kết làm mô hình trải nghiệm du lịch cộng đồng.
huy động các thành viên để góp vốn, để tham gia vào các hoạt động xây dựng cái mô hình hợp tác xã tích hợp đa giá trị. Và cái kết quả lớn nhất mà chúng tôi đạt được thì là đã xây dựng được một cái nhãn hiệu chè xanh bản ven. Từ khi thành lập cho đến nay, hợp tác xã đã tạo ra công ăn, việc làm cho hàng chục chị em người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực sản xuất, chế biến chè và dịch vụ du lịch. Ở đây có rất nhiều sản phẩm từ người dân làm ra như chè và các sản phẩm khác có kinh tế giá trị cao ấy, giúp cho mọi người có kinh tế ổn định với là thu nhập tốt hơn cho cuộc sống gia đình và sinh hoạt. Năm 2023, chỉ số xếp hạng bình đẳng giới của Việt Nam xếp thứ 72 trên 146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022. Hàng loạt chương trình bình đẳng giới đã được lồng ghép trong các chính sách giảm nghèo về an sinh xã hội. Cụ thể, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã ưu tiên các dự án sinh kế dành cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Và đặc biệt là đối với các cái dự án đa dạng hóa sinh kế thì là ưu tiên cho các cái hộ mà có các cái phụ nữ nghèo được tham gia triển khai. Đó, thì các cái dự án này đã được triển khai tại một số huyện nghèo cũng như xã đặc biệt khó khăn và cũng đã đạt được một số các cái kết quả ban đầu là cũng khá là khả quan. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Chính phủ giao chủ trì thực hiện riêng một đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đến năm 2025. Trong hành trình đó, những nguồn vốn vay đã giúp nhiều phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Bước ra từ hội thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2020, đến nay chị Ngọc đã thành công với mô hình hợp tác xã trồng nấm hữu cơ. Cái nguồn vốn của phụ nữ khởi nghiệp thì tôi cũng về và mang cái nguồn vốn đấy về để đầu tư vào máy móc ạ, để nâng cao cái sản lượng. Ví dụ như tuyên truyền vận động chị em phụ nữ cũng như là các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ưu tiên đến phát triển kinh tế tập thể để các chị em cũng nắm được, có các cái kiến thức về nhận thức về cái vai trò, cái tầm quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế để chị em mạnh dạn tự tin vươn lên để khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới. Theo đó, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục nhận được sự quan tâm tại kỳ họp Quốc hội này, nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy với nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ có nhiều người ở trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm quy định trong thẩm định cấp phép xây dựng cho công trình có yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở có nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, nhà trọ có nhiều người ở, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về quy hoạch phòng cháy chữa cháy, quản lý chất lượng công trình, trật tự xây dựng. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, mới đây chiến dịch nhặt rác toàn quốc lần thứ 6 với tên gọi Clean Up Việt Nam do Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức đã thu hút nhiều bạn trẻ tham dự với mục tiêu hô biến hàng trăm bãi rác tự phát khắp dọc dài đất nước trở nên sạch đẹp. Tại điểm cầu công viên Chu Văn An, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hơn 100.000 tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để cùng nhau thu gom các loại rác thải tự phát ở xung quanh khu vực. Ai ai tham gia cũng đầy háo hức, mong muốn mang đến một diện mạo mới sạch hơn, xanh hơn cho công viên. Cái hoạt động này là thiết thực và rất là cần thiết đối với mọi người, vừa nâng cao cái nhận thức của mình, thêm trải nghiệm mới và có những cái khoảnh khắc cùng với bạn bè. Các bạn cứ tự tin lên, kiểu mọi người vẫn tham gia nhà mình. Mình chưa góp gì được nhiều thì mình cứ góp sức lực nhỏ, mình cứ tham gia công việc nhỏ. Chương trình này là một chương trình rất là ý nghĩa, thì góp phần tạo nên cuộc sống xanh ở Hà Nội để cũng như là tích cực cổ vũ tinh thần các bạn trẻ trên toàn đất nước là ý thức hơn về môi trường, cuộc sống của mình xung quanh. Ngoài Hà Nội, chiến dịch nhặt rác toàn quốc lần thứ 6 Clean Up Việt Nam còn được tổ chức đồng loạt trên khắp 63 tỉnh thành và 15 hòn đảo của Việt Nam, với dự kiến thu hút khoảng 200.000 tình nguyện viên tham gia. Mục tiêu của chiến dịch năm nay là hô biến hàng trăm bãi rác tự phát dọc chiều dài đất nước trở nên sạch đẹp.
Qua đó, từng bước đưa Việt Nam từ ở top các quốc gia có số lượng rác thải nhựa thải ra biển nhiều nhất thế giới, trở thành nước nằm trong top những quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á trước năm 2025. Xanh Việt Nam thường là phân chia thành 3 loại rác chính. Thứ nhất là rác chế, thứ hai là rác nguy hiểm và thứ ba là các loại rác thường gặp. Thì đặc thù của từng loại rác thì với loại rác chế thì như nó sẽ bao gồm là những vỏ lon, vỏ chai hay là những cái thanh sắt. Còn với loại rác thường thì nó sẽ bao gồm là những bao rác ni lông, những túi nhựa hay là những ống hút hay những miếng xốp được diễn ra. Và với loại thứ ba chính là rác nguy hiểm. Thì rác nguy hiểm này được chia làm 3 loại, trong đó cũng chia làm 3 loại. Nó sẽ bao gồm là kim tiêm, pin và thủy tinh. Thì cái quan trọng nữa là cái sự tác động, ảnh hưởng, lan tỏa cái công tác bảo vệ môi trường đến với cộng đồng thì cũng rất là tốt. Thì chúng tôi cũng có hướng dẫn cũng như là cung cấp các cái tài liệu để các bạn có thể thực hiện một cách nó đảm bảo an toàn và đúng chuyên môn. Hoạt động thường niên này dù không thể giải quyết được vấn đề tận gốc, nhưng đã truyền cảm hứng về tình yêu môi trường tới thế hệ trẻ và người dân từ nông thôn tới thành thị, góp phần vào việc kích cầu du lịch và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Đây sẽ là một bước quan trọng nhằm mang đến những thay đổi tích cực đối với môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng. Ngày 3 tháng 6, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ngoài khơi vào bờ an toàn. Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6 năm 2024, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2024, tàu cá QB 92657TS do ông Phan Văn Trừng, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang hành nghề trên biển cách cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình khoảng 284 hải lý và cách cửa Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 100 hải lý thì bất ngờ gặp dông lốc khiến tàu bị đánh chìm. Thời điểm đó, tàu cá QB 92399TS do ông Phan Văn Thanh cùng chú xã Đức Trạch làm thuyền trưởng cũng đang hành nghề trong khu vực biển này đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng tìm kiếm, cứu vớt được cả 4 ngư dân của tàu cá bị nạn lên tàu và đưa về bờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ giữ thông tin liên lạc, trợ giúp tàu QB 92399TS. Sáng ngày 3 tháng 6, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động một xuồng cùng 5 cán bộ, quân y đơn vị tiếp cận tàu cá QB 92399TS, tiến hành tiếp nhận 4 ngư dân của tàu bị nạn đưa vào bờ an toàn. Sau khi tiếp nhận đưa vào bờ, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe các ngư dân và cơ bản đều ổn định. Đồn Biên phòng Nhật Lệ cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi và động viên ngư dân tàu cá bị nạn, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao về địa phương và gia đình. Thưa quý vị, tháng 6 với các sĩ tử và gia đình luôn nóng bởi là tháng của mùa thi, khởi động là các kỳ thi lớp 10 chuyên và lớp 6 của các trường chất lượng cao. Với số lượng thí sinh rất đông trong khi chỉ tiêu ít, khiến tỷ lệ chọi ở các kỳ thi này luôn cao, thậm chí lên tới 20. Sau 2 ngày, hơn 2.800 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Trong khi chỉ tiêu là hơn 500, tỷ lệ chọi trung bình các lớp chuyên là 1 trên 6, khiến kỳ thi này luôn đạt điểm nóng vào mỗi dịp tháng 6. Chuẩn bị kiến thức cũng khá lâu, và mong là sẽ ổn. Còn với thí sinh thi ngữ văn trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn thì càng khốc liệt hơn khi số thí sinh dự thi là 1.000 nhưng chỉ tiêu chỉ có 70. Ôn tập nắm vững kiến thức là cách giúp các thí sinh tự tin hơn trước tỷ lệ 1 chọi 15. Ôn lại tất cả những cái nhận định, những cái lý luận văn học và những cái kiến thức cơ bản để có thể chuẩn bị định hình lên một cái dàn ý và định hình cho cái bài của mình cho thật đúng và chắc chắn ạ. Lo lắng cả đêm có ngủ được đâu. Cố mong cho con được đỗ như ý. Thi trung học phổ thông chuyên vốn đã khó thì thi vào lớp 6 các trường trung học cơ sở chất lượng cao càng khốc liệt hơn. Chỉ tiêu là 270 nhưng lại có hơn 5.500 thí sinh tham gia, khiến tỷ lệ chọi vào các lớp 6 trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành lên tới 20. Điều đáng nói là hầu hết học sinh lớp 5 Hà Nội sẽ chọn thi khoảng 2 trường trung học cơ sở chất lượng cao. Cá biệt, có những em thi tới 4 trường. Con thi những trường chất lượng cao như là Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy và Thanh Xuân ạ. Cả trường Ngoại ngữ ạ. Cũng khá là lo lắng và khá là hồi hộp về thi này. Cháu cũng mong là cháu sẽ thi đỗ vào trường. Năm nay, trường Trung học Phổ thông chuyên Amsterdam dừng thi tuyển sinh lớp 6.
nên thí sinh đổ dồn sự quan tâm vào các trường tổ chức thi tuyển còn lại. Số lượng đăng ký lớn nhưng chỉ tiêu tuyển nhà trường có hạn, đẩy tỷ lệ chọi lên cao. Về trường Am không tuyển sinh chuyên cấp 2 nữa, trên Nguyễn Tất Thành cũng là mục tiêu để các phụ huynh hướng tới và đấy là điều chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên đấy cũng là áp lực để làm sao chúng tôi tổ chức một kỳ thi nó minh bạch và khoa học để tuyển được những học sinh xứng đáng với nhà trường. Từ ngày 4 đến 16 tháng 6, các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học cơ sở chất lượng cao Hà Nội lần lượt sẽ tổ chức thi tuyển. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 6. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.